Đây ông như có hai cái hộp nấm mini. Nó đắt quá, ông như phải bỏ ra rửa nha cả nhà. Rồi thì đây là dầu ăn. Nếu mà người nào mà ăn bơ được, bỏ bơ vô làm rất thơm ngon nha. Tại vì ông như không ăn bơ được. Rồi ông như bóp tỏi ra, khỏi cần phải bằm, bỏ vô cái đồ bóp này cả nhà, tiện lợi. Rồi thì ông như phi nó lên một tí cho nó thơm, nó vàng lên một tí. Rồi bắt đầu bỏ cái hành cộng vô nó ha. Đây hành cộng của ông như bỏ vô. Cái nấm hồi nãy thì ông như đã rửa nó để ráo rồi đó cả nhà, thì bây giờ đổ vô luôn. Đổ vô đây xào chung luôn. Cái này thì ông như đã nói rồi là nếu mà ai mà ăn bơ được là rất là ngon. Cũng như không ăn bơ được. Rồi một muỗng đường ha cả nhà. Nửa muỗng muối. Rồi xào lên. Xào lên cho nó thấm nó đều một tí. Rồi bắt đầu như gắt tiêu vô. Cái món này mà nhiều tiêu thì rất là thơm ngon. Rồi đậy nắp nó lại nha cả nhà. Đậy nắp nó lại cho nó chín một chút đi. Rồi bắt đầu dở nắp ra. Bột hành, củ hành mà người ta đã làm thành bột rồi đó cả nhà, người ta xay ra rồi đó. Rồi giống như xào nó lên. Cái này mà làm với bơ rất là vàng ngính lên ngon lắm. Bỏ một muỗng nước tương nữa nha cả nhà. Muỗng nước tương đổ vô. Rồi bắt đầu mình chỉ để lửa riu riu cho nó một tí đi. Lửa riu riu một tí. Xong rồi gắt tiêu vô nữa. Món này cũng như cái ăn tiêu. Cứ bỏ tiêu vô nhiều, thiệt là nhiều luôn. Rồi thì đổ ra thôi. Thế ông như cắt cái này là cái gì ta? Cái này gọi là chắc là cái củ cải trắng, nhưng mà không phải củ cải trắng mà là củ cải nhỏ. Củ cải nhỏ nhỏ, không biết củ này người ta thường thường ăn giống như ăn rau salad vậy đó. Hành lá ướp lên rồi xong. Rồi nhìn ngon quá cả nhà ơi. Món này mình ăn với bánh mì, hoặc là ai muốn ăn với cơm cũng được. Rồi giúp nhau ăn thử miếng nha. Thơm ngon quá. Ngon quá. Một như ghim như miếng củ cải bé tí này nè. Ăn chung ngon. Cảm ơn cả nhà đã xem video như nha. Chúc sức khỏe cả nhà. Hẹn cả nhà lần sau.